Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Động Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Cá vượt ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh, người thành công. Cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống, đó chính là lúc bạn đang tiến về phía trước. Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường tiến lên trên. Có một câu nói khiến tôi tâm đắc, đó là: có thật rất mệt không? Mệt mới là cuộc sống, còn dễ chịu là người đã yên nghỉ ngàn thu. Cho nên khổ mới là cuộc sống, mệt mới là công việc. Thay đổi mới là vận mệnh, nhẫn nại mới là tôi luyện. Bao dung mới là trí huệ, tĩnh tại mới là tu tâm. Xả mới là đắc được, làm mới là đầy đủ. Nếu bạn cho rằng cuộc sống của mình thật quá ư vất vả, hãy nhớ đây mới thực là con đường tiến lên. Đường thành công không có chỗ cho sự dễ dàng, còn truy cầu may mắn luôn chỉ là mong ước viển vông. Có một câu chuyện như thế này. Báo đài đăng tin một người trúng giải độc đắc. Nghe xong mọi người đua nhau mua xổ số, ai cũng hy vọng vận may sẽ mỉm cười với mình. Nhưng khi báo đài đăng tin chuyến xe khách gặp nạn, trong số 50 hành khách, chỉ có 2 người đã mua bảo hiểm nên nhận được bồi thường 10 tỷ. Đọc xong, ai cũng tấm tắc hai vị ấy thật cao minh, nhưng lại chẳng có ai nguyện ý bỏ tiền đi mua bảo hiểm. Bởi lẽ, ai cũng cho rằng điều bất hạnh sẽ không đến với mình. Điều này cho thấy, con người ta luôn trông chờ sự may mắn nên mới bỏ qua cơ hội thành công. Để thành công có 2 cách. Một là thành lập nhóm, hai là gia nhập nhóm. Trong một thế giới không ngừng thiên biến vạn hóa, muốn đơn thương độc mã, một mình nỗ lực để đạt được thành tựu thì đường đi đã khó lại càng khó hơn. Vạn vật trên đời sinh ra đều có quần thể, ngay cả sỏi đá cũng cần có nhau, huống chi là con người. Vậy nên cuộc sống là cộng sinh chứ không nên cộng diệt. Tìm người tâm đầu ý hợp để phối hợp cũng chính là một bước lựa chọn thành công. Mơ ước khiến bạn trở nên vĩ đại, và vì vĩ đại mà bạn lại càng có nhiều ước mơ. Làm người vì hành thiện mà có được phúc báo, vì học tập mà có được tri thức, vì hành động mà có được thành công. Bạn là ai đôi khi không quan trọng. Điều quan trọng là sau lưng bạn là ai, là một nhóm người đồng tâm trợ sức, sướng khổ cùng nhau, là gia đình ấm áp yêu thương hay sự cô đơn lẻ bóng. Quan niệm sinh ra hành động, hành động sinh ra kết quả. Thế nên bạn quan niệm thế nào thì kết quả sẽ trở thành thế ấy. Chuyện kể rằng, trước đây có một người thợ mộc. Một hôm, ông cưa khúc gỗ ra và đóng thành 3 chiếc thùng. Chiếc thứ nhất dùng để đựng phân, người người xa lánh. Chiếc thứ hai dùng để đựng nước, mọi người đều muốn dùng. Chiếc thứ ba dùng để đựng rượu vang, mọi người đều muốn thưởng thức. Cùng là chiếc thùng gỗ, nhưng bên trong đựng thứ khác nhau sẽ dẫn tới kết quả khác nhau. Chúng ta cũng vậy, tâm hồn chứa điều gì thì bản thân sẽ nhận về điều đó. Chứa yêu thương sẽ được yêu thương, chứa sân hận ắt cũng nhận sân hận. Xã hội đổi thay, trăm hình vạn kiểu, khó khăn cũng là điều khó tránh đối với mỗi người. Tuy nhiên có khó khăn mới hiểu lòng bằng hữu, có trở ngại mới thấu hiểu chính mình. Xưa nay người thành công luôn là người biết mình biết ta. Muốn hiểu được người khác
thì trước tiên cần hiểu được chính mình. Nếu như ngay cả chính mình còn không hiểu, thì sao có thể mong cầu người khác thấu hiểu? Thất bại là mẹ của thành công, gian nan là thầy của trí tuệ. Khi đối diện với khó khăn cũng chính là lúc giáp mặt với cơ hội. Vậy, bạn có muốn tận dụng cơ hội để thành công hay không? Nếu muốn, hãy dũng mãnh tiến về phía trước, đối diện với khó khăn nghịch cảnh. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: giữa người với người, bước lại gần quá sẽ tổn thương nhau. Có người ví von rằng người với người chung sống với nhau là một loại học vấn, thật không hề dễ dàng. Xa rời nhau quá sẽ nhạt phai, nhưng gần nhau quá thì ân ân oán oán lại tìm đến. Bất kể là người nhà, bạn bè, bạn học hay đồng nghiệp, khi tốt với nhau thì hai người có thể cùng chung manh áo tấm chăn. Lúc trở mặt thì sống chết cũng không qua lại. Đời người như cái thước, cần phải có mức độ. Tình cảm như thể diện, chớ vượt quá ranh giới. Chung sống giữa người với người, nhất định phải kiểm soát được mức độ. Quan hệ dẫu tốt thế nào, cũng không nên bước lại quá gần. Nếu không, cuối cùng rồi sẽ dần dần xa nhau. Bước lại gần ai quá đều sẽ gây tổn thương. Giữa bạn bè với nhau, gần gũi quá thì nói năng không chú ý, tiền bạc không có phép tắc, hành động không được tôn trọng, thời gian lâu dần thì đường ai nấy đi. Giữa người nhà với nhau, chớ quá can dự vào việc gia đình riêng của đôi bên. Ngày ngày cứ dính chặt với chuyện con cháu thì không còn bản thân mình, cuối cùng tình cảm cũng trở nên xa cách. Do đó, muốn chung sống hòa thuận với người nhà, bạn bè thân thiết thì phải giữ một khoảng cách nhất định. Vậy trong cuộc sống, làm thế nào để giữ được khoảng cách thích hợp? Xin đưa ra 5 điểm dưới đây để chúng ta cùng tham khảo. 1. Giữa vợ chồng hãy giữ một chút không gian. Vợ chồng với nhau quan hệ rất thân mật, nhưng điều đó không có nghĩa là giữa hai người không có chút bí mật nhỏ nào. Nhất là khi vợ hoặc chồng có sở thích hứng thú khác biệt, không nên cưỡng ép người kia cùng sở thích sống với mình. Cần phải giữ một khoảng cách nhất định, tán thành sở thích của người kia. Sau đó ai nấy có nhóm bạn riêng của mình, chung sống hòa thuận vui vẻ. 2. Với con cái, giữ khoảng cách một bát canh. Trong xã hội ngày nay, có nhiều bậc cha mẹ vì quá bận rộn, không còn dành được nhiều thời gian để ở bên cạnh chăm sóc con cái. Lại cũng có nhiều bậc cha mẹ gần gũi và chăm sóc con cái quá nhiệt tình, không chuyện gì không tham gia vào. Giữa cha mẹ và con cái là cần có khoảng cách. Tuy nhiên, khoảng cách ấy không được xa quá hoặc gần quá. Như vậy hai bên mới có thể chăm sóc cho nhau, lại còn có thể tránh được một số mâu thuẫn và phiền phức không đáng có. Có giới hạn, có khoảng cách, có liên lạc, có trông nom. Khoảng cách tốt nhất chính là khoảng cách một bát canh. Con cái có bát canh ngon thì ân cần mang đến cho cha mẹ. Cha mẹ có bát canh ngon thì có thể đem cho con cái. Chính là như vậy. Trong cuộc sống, giữ khoảng cách một bát canh với con cái, có thể thường xuyên ghé thăm, cho con cái bát canh ngon. Về tâm lý cũng cần giữ khoảng cách một bát canh với con cái, sẽ không vì nóng quá mà làm con bị bỏng, cũng không vì lạnh quá mà thờ ơ bận bịu chẳng quan tâm. 3. Giữa người thân không thể không có cái tâm cung kính. Tình thân là tình cảm khó mà chia cắt được. Tuy nhiên, sống với người thân chớ nên tùy ý quá, nhất định phải có lòng cung kính. Được người thân giúp đỡ phải cảm tạ, người thân có khó khăn thì phải kịp thời giúp đỡ. Sự tình của người thân trong nhà, người nhà nguyện ý nghe thì hãy nói, không muốn nghe thì nói ít thôi, chớ can thiệp,
càng không nên không e dè gì. Trong tâm mỗi người đều có một góc riêng không muốn người khác đặt chân tới. Vậy nên tôn trọng họ chính là tôn trọng tình thân của mình. 4. Giữa bạn bè luôn luôn ghi nhớ kỹ, không cầu xin mong muốn gì. Một số người hễ có quan hệ với bạn bè thân cận một chút là bắt đầu có đủ loại yêu cầu. Nếu bạn bè không đáp ứng được thì bắt đầu oán trách. Bạn bè như vậy sống với nhau sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Tình bạn chân chính thì thuần khiết chân thành, không nhuốm màu công danh lợi lộc. Bạn bè giúp nhau được thì chính là duyên phận tình bạn. Không nên dùng đạo đức để cưỡng ép họ, yêu cầu họ đáp ứng nhu cầu vô hạn của mình. 5. Giữa những người xa lạ, gặp người nên nói dăm câu ba điều. Cổ nhân có câu: quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ. Quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt. Ý nói rằng tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân lại ngọt ngào như rượu ngọt. Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào vồ vập nhưng lại dễ dàng dẫn đến tuyệt giao. Có người lần đầu tiên gặp nhau một hai lần mà đã tỏ ra vồ vập thân thiết lắm. Với người lạ, dù ấn tượng tốt mấy cũng nên giữ chừng mực, chưa có ý thăm dò đời tư của họ. Nói chuyện cần phải giữ lại đường lùi, không nên bắt bí gây khó xử cho người. Người ta khi càng có tuổi, càng trải nghiệm cuộc sống sẽ thấy rằng tình yêu, tình thân, tình bạn, tình cảm nào cũng đáng nâng niu chân quý. Do vậy, để giữ được sự chân quý ấy mới có lời khuyên rằng không nên bước lại quá gần. Giữ lại cho mình một khoảng thời gian hòa hoãn, đủ để suy tư suy ngẫm. Giữ lại cho người khác một không gian riêng, đó mới là khoảng cách tốt nhất. Không cần phải gần gũi quá, bởi ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Không cần phải xa nhau quá, bởi cuộc sống này chúng ta còn cần gặp gỡ. Một khoảng cách thích hợp vừa phải sẽ sinh sôi nảy nở điều tốt đẹp. Kỳ thực cũng chính là tôn trọng và trân quý lẫn nhau. Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện: cá vượt ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh người thành công. Cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống, đó chính là lúc bạn đang tiến về phía trước. Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường tiến lên trên. Có một câu nói khiến tôi tâm đắc, đó là: có thật rất mệt không? Mệt mới là cuộc sống, còn dễ chịu là người đã yên nghỉ ngàn thu. Cho nên khổ mới là cuộc sống, mệt mới là công việc. Thay đổi mới là vận mệnh, nhẫn nại mới là tôi luyện. Bao dung mới là trí huệ, tĩnh tại mới là tu tâm. Xả mới là đắc được, làm mới là đầy đủ. Nếu bạn cho rằng cuộc sống của mình thật quá ư vất vả, hãy nhớ đây mới thực là con đường tiến lên. Đường thành công không có chỗ cho sự dễ dàng, còn truy cầu may mắn
luôn chỉ là mong ước viển vông. Có một câu chuyện như thế này. Báo đài đăng tin một người trúng giải độc đắc. Nghe xong mọi người đua nhau mua xổ số, ai cũng hy vọng vận may sẽ mỉm cười với mình. Nhưng khi báo đài đăng tin chuyến xe khách gặp nạn, trong số 50 hành khách chỉ có 2 người đã mua bảo hiểm nên nhận được bồi thường 10 tỷ. Đọc xong, ai cũng tấm tắc hai vị ấy thật cao minh, nhưng lại chẳng có ai nguyện ý bỏ tiền đi mua bảo hiểm. Bởi lẽ, ai cũng cho rằng điều bất hạnh sẽ không đến với mình. Điều này cho thấy, con người ta luôn trông chờ sự may mắn nên mới bỏ qua cơ hội thành công. Để thành công có 2 cách. Một là thành lập nhóm, hai là gia nhập nhóm. Trong một thế giới không ngừng thiên biến vạn hóa, muốn đơn thương độc mã, một mình nỗ lực để đạt được thành tựu thì đường đi đã khó lại càng khó hơn. Vạn vật trên đời sinh ra đều có quần thể, ngay cả sỏi đá cũng cần có nhau, huống chi là con người. Vậy nên cuộc sống là cộng sinh chứ không nên cộng diệt. Tìm người tâm đầu ý hợp để phối hợp cũng chính là một bước lựa chọn thành công. Mơ ước khiến bạn trở nên vĩ đại, và vì vĩ đại mà bạn lại càng có nhiều ước mơ. Làm người vì hành thiện mà có được phúc báo, vì học tập mà có được tri thức, vì hành động mà có được thành công. Bạn là ai đôi khi không quan trọng. Điều quan trọng là sau lưng bạn là ai, là một nhóm người đồng tâm trợ sức, sướng khổ cùng nhau, là gia đình ấm áp yêu thương hay sự cô đơn lẻ bóng. Quan niệm sinh ra hành động, hành động sinh ra kết quả. Thế nên bạn quan niệm thế nào thì kết quả sẽ trở thành thế ấy. Chuyện kể rằng, trước đây có một người thợ mộc. Một hôm, ông cưa khúc gỗ ra và đóng thành 3 chiếc thùng. Chiếc thứ nhất dùng để đựng phân, người người xa lánh. Chiếc thứ hai dùng để đựng nước, mọi người đều muốn dùng. Chiếc thứ ba dùng để đựng rượu vang, mọi người đều muốn thưởng thức. Cùng là chiếc thùng gỗ, nhưng bên trong đựng thứ khác nhau sẽ dẫn tới kết quả khác nhau. Chúng ta cũng vậy, tâm hồn chứa điều gì thì bản thân sẽ nhận về điều đó. Chứa yêu thương sẽ được yêu thương, chứa sân hận ắt cũng nhận sân hận. Xã hội đổi thay trăm hình vạn kiểu, khó khăn cũng là điều khó tránh đối với mỗi người. Tuy nhiên có khó khăn mới hiểu lòng bằng hữu, có trở ngại mới thấu hiểu chính mình. Xưa nay người thành công luôn là người biết mình biết ta. Muốn hiểu được người khác thì trước tiên cần hiểu được chính mình. Nếu như ngay cả chính mình còn không hiểu thì sao có thể mong cầu người khác thấu hiểu. Thất bại là mẹ của thành công, gian nan là thầy của trí tuệ. Khi đối diện với khó khăn cũng chính là lúc giáp mặt với cơ hội. Vậy bạn có muốn tận dụng cơ hội để thành công hay không? Nếu muốn, hãy dũng mãnh tiến về phía trước, đối diện với khó khăn nghịch cảnh. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: giữa người với người, bước lại gần quá sẽ tổn thương nhau. Có người ví von rằng người với người chung sống với nhau là một loại học vấn, thật không hề dễ dàng. Xa rời nhau quá sẽ nhạt phai, nhưng gần nhau quá thì ân ân oán oán lại tìm đến. Bất kể là người nhà, bạn bè, bạn học hay đồng nghiệp, khi tốt với nhau thì hai người có thể cùng chung manh áo tấm chăn. Lúc trở mặt thì sống chết cũng không qua lại. Đời người như cái thước, cần phải có mức độ. Tình cảm như thể diện, chớ vượt quá ranh giới. Chung sống giữa người với người, nhất định phải kiểm soát được mức độ. Quan hệ dẫu tốt thế nào
cũng không nên bước lại quá gần, nếu không cuối cùng rồi sẽ dần dần xa nhau. Bước lại gần ai quá đều sẽ gây tổn thương. Giữa bạn bè với nhau, gần gũi quá thì nói năng không chú ý, tiền bạc không có phép tắc, hành động không được tôn trọng, thời gian lâu dần thì đường ai nấy đi. Giữa người nhà với nhau, chớ quá can dự vào việc gia đình riêng của đôi bên. Ngày ngày cứ dính chặt với chuyện con cháu thì không còn bản thân mình, cuối cùng tình cảm cũng trở nên xa cách. Do đó, muốn chung sống hòa thuận với người nhà, bạn bè thân thiết thì phải giữ một khoảng cách nhất định. Vậy trong cuộc sống, làm thế nào để giữ được khoảng cách thích hợp? Xin đưa ra 5 điểm dưới đây để chúng ta cùng tham khảo. 1. Giữa vợ chồng hãy giữ một chút không gian. Vợ chồng với nhau quan hệ rất thân mật, nhưng điều đó không có nghĩa là giữa hai người không có chút bí mật nhỏ nào. Nhất là khi vợ hoặc chồng có sở thích hứng thú khác biệt, không nên cưỡng ép người kia cùng sở thích giống với mình. Cần phải giữ một khoảng cách nhất định, tán thành sở thích của người kia. Sau đó ai nấy có nhóm bạn riêng của mình, chung sống hòa thuận vui vẻ. 2. Với con cái, giữ khoảng cách một bát canh. Trong xã hội ngày nay, có nhiều bậc cha mẹ vì quá bận rộn, không còn dành được nhiều thời gian để ở bên cạnh chăm sóc con cái. Lại cũng có nhiều bậc cha mẹ gần gũi và chăm sóc con cái quá nhiệt tình, không chuyện gì không tham gia vào. Giữa cha mẹ và con cái là cần có khoảng cách. Tuy nhiên, khoảng cách ấy không được xa quá hoặc gần quá. Như vậy hai bên mới có thể chăm sóc cho nhau, lại còn có thể tránh được một số mâu thuẫn và phiền phức không đáng có. Có giới hạn, có khoảng cách, có liên lạc, có trông nom. Khoảng cách tốt nhất chính là khoảng cách một bát canh. Con cái có bát canh ngon thì ân cần mang đến cho cha mẹ. Cha mẹ có bát canh ngon thì có thể đem cho con cái. Chính là như vậy. Trong cuộc sống, giữ khoảng cách một bát canh với con cái, có thể thường xuyên ghé thăm, cho con cái bát canh ngon. Về tâm lý cũng cần giữ khoảng cách một bát canh với con cái, sẽ không vì nóng quá mà làm con bị bỏng, cũng không vì lạnh quá mà thờ ơ bận bịu chẳng quan tâm. 3. Giữa người thân không thể không có cái tâm cung kính. Tình thân là tình cảm khó mà chia cắt được. Tuy nhiên, sống với người thân chớ nên tùy ý quá, nhất định phải có lòng cung kính. Được người thân giúp đỡ phải cảm tạ, người thân có khó khăn thì phải kịp thời giúp đỡ. Sự tình của người thân trong nhà, người nhà nguyện ý nghe thì hãy nói, không muốn nghe thì nói ít thôi, chớ can thiệp, càng không nên không e dè gì. Trong tâm mỗi người đều có một góc riêng không muốn người khác đặt chân tới. Vậy nên, tôn trọng họ chính là tôn trọng tình thân của mình. 4. Giữa bạn bè luôn luôn ghi nhớ kỹ, không cầu xin mong muốn gì. Một số người hễ có quan hệ với bạn bè thân cận một chút là bắt đầu có đủ loại yêu cầu. Nếu bạn bè không đáp ứng được thì bắt đầu oán trách. Bạn bè như vậy sống với nhau sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Tình bạn chân chính thì thuần khiết chân thành, không nhuốm màu công danh lợi lộc. Bạn bè giúp nhau được thì chính là duyên phận tình bạn. Không nên dùng đạo đức để cưỡng ép họ, yêu cầu họ đáp ứng nhu cầu vô hạn của mình. 5. Giữa những người xa lạ, gặp người nên nói dăm câu ba điều. Cổ nhân có câu: quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ. Quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt. Ý nói rằng, tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân lại ngọt ngào như rượu ngọt. Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào vồ vập nhưng lại dễ dàng dẫn đến tuyệt giao. Có người lần đầu tiên gặp nhau một hai lần
mà đã tỏ ra vồ vập, thân thiết lắm. Với người lạ, dù ấn tượng tốt mấy cũng nên giữ chừng mực, chớ có ý thăm dò đời tư của họ. Nói chuyện cần phải giữ lại đường lùi, không nên bắt bí gây khó xử cho người. Người ta khi càng có tuổi, càng trải nghiệm cuộc sống sẽ thấy rằng tình yêu, tình thân, tình bạn, tình cảm nào cũng đáng nâng niu trân quý. Do vậy, để giữ được sự trân quý ấy mới có lời khuyên rằng không nên bước lại quá gần. Giữ lại cho mình một khoảng thời gian hòa hoãn, đủ để suy tư suy ngẫm. Giữ lại cho người khác một không gian riêng, đó mới là khoảng cách tốt nhất. Không cần phải gần gũi quá, bởi ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Không cần phải xa nhau quá, bởi cuộc sống này chúng ta còn cần gặp gỡ. Một khoảng cách thích hợp vừa phải sẽ sinh sôi nảy nở điều tốt đẹp. Kỳ thực cũng chính là tôn trọng và trân quý lẫn nhau. Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Cá vượt ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh, người thành công. Cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống, đó chính là lúc bạn đang tiến về phía trước. Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường tiến lên trên. Có một câu nói khiến tôi tâm đắc, đó là: có thật rất mệt không? Mệt mới là cuộc sống, còn dễ chịu là người đã yên nghỉ ngàn thu. Cho nên khổ mới là cuộc sống, mệt mới là công việc. Thay đổi mới là vận mệnh, nhẫn nại mới là tôi luyện. Bao dung mới là trí huệ, tĩnh tại mới là tu tâm. Xả mới là đắc được, làm mới là đầy đủ. Nếu bạn cho rằng cuộc sống của mình thật quá ư vất vả, hãy nhớ đây mới thực là con đường tiến lên. Đường thành công không có chỗ cho sự dễ dàng, còn truy cầu may mắn luôn chỉ là mong ước viển vông. Có một câu chuyện như thế này. Báo đài đăng tin một người trúng giải độc đắc. Nghe xong mọi người đua nhau mua xổ số, ai cũng hy vọng vận may sẽ mỉm cười với mình. Nhưng khi báo đài đăng tin chuyến xe khách gặp nạn, trong số 50 hành khách, chỉ có 2 người đã mua bảo hiểm nên nhận được bồi thường 10 tỷ. Đọc xong, ai cũng tấm tắc hai vị ấy thật cao minh, nhưng lại chẳng có ai nguyện ý bỏ tiền đi mua bảo hiểm. Bởi lẽ, ai cũng cho rằng điều bất hạnh sẽ không đến với mình. Điều này cho thấy, con người ta luôn trông chờ sự may mắn nên mới bỏ qua cơ hội thành công. Để thành công có 2 cách. Một là thành lập nhóm, hai là gia nhập nhóm. Trong một thế giới không ngừng thiên biến vạn hóa, muốn đơn thương độc mã, một mình nỗ lực để đạt được thành tựu thì đường đi đã khó lại càng khó hơn. Vạn vật trên đời sinh ra đều có quần thể, ngay cả sỏi đá cũng cần có nhau, huống chi là con người. Vậy nên cuộc sống là cộng sinh chứ không nên cộng diệt. Tìm người tâm đầu ý hợp để phối hợp cũng chính là một bước lựa chọn thành công. Mơ ước khiến bạn trở nên vĩ đại, và vì vĩ đại mà bạn lại càng có nhiều ước mơ.
làm người vì hành thiện mà có được phúc báo, vì học tập mà có được tri thức, vì hành động mà có được thành công. Bạn là ai đôi khi không quan trọng. Điều quan trọng là sau lưng bạn là ai, là một nhóm người đồng tâm trợ sức, sướng khổ cùng nhau, là gia đình ấm áp yêu thương hay sự cô đơn lẻ bóng. Quan niệm sinh ra hành động, hành động sinh ra kết quả. Thế nên bạn quan niệm thế nào thì kết quả sẽ trở thành thế ấy. Chuyện kể rằng trước đây có một người thợ mộc. Một hôm ông cưa khúc gỗ ra và đóng thành 3 chiếc thùng. Chiếc thứ nhất dùng để đựng phân, người người xa lánh. Chiếc thứ hai dùng để đựng nước, mọi người đều muốn dùng. Chiếc thứ ba dùng để đựng rượu vang, mọi người đều muốn thưởng thức. Cùng là chiếc thùng gỗ nhưng bên trong đựng thứ khác nhau sẽ dẫn tới kết quả khác nhau. Chúng ta cũng vậy, tâm hồn chứa điều gì thì bản thân sẽ nhận về điều đó. Chứa yêu thương sẽ được yêu thương, chứa sân hận ắt cũng nhận sân hận. Xã hội đổi thay trăm hình vạn kiểu, khó khăn cũng là điều khó tránh đối với mỗi người. Tuy nhiên có khó khăn mới hiểu lòng bằng hữu, có trở ngại mới thấu hiểu chính mình. Xưa nay người thành công luôn là người biết mình biết ta. Muốn hiểu được người khác thì trước tiên cần hiểu được chính mình. Nếu như ngay cả chính mình còn không hiểu thì sao có thể mong cầu người khác thấu hiểu. Thất bại là mẹ của thành công, gian nan là thầy của trí tuệ. Khi đối diện với khó khăn cũng chính là lúc giáp mặt với cơ hội. Vậy bạn có muốn tận dụng cơ hội để thành công hay không? Nếu muốn, hãy dũng mãnh tiến về phía trước, đối diện với khó khăn nghịch cảnh. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Giữa người với người, bước lại gần quá sẽ tổn thương nhau. Có người ví von rằng người với người chung sống với nhau là một loại học vấn, thật không hề dễ dàng. Xa rời nhau quá sẽ nhạt phai, nhưng gần nhau quá thì ân ân oán oán lại tìm đến. Bất kể là người nhà, bạn bè, bạn học hay đồng nghiệp, khi tốt với nhau thì hai người có thể cùng chung manh áo tấm chăn. Lúc trở mặt thì sống chết cũng không qua lại. Đời người như cái thước, cần phải có mức độ. Tình cảm như thể diện, chớ vượt quá ranh giới. Chung sống giữa người với người, nhất định phải kiểm soát được mức độ. Quan hệ dẫu tốt thế nào, cũng không nên bước lại quá gần. Nếu không, cuối cùng rồi sẽ dần dần xa nhau. Bước lại gần ai quá đều sẽ gây tổn thương. Giữa bạn bè với nhau, gần gũi quá thì nói năng không chú ý, tiền bạc không có phép tắc, hành động không được tôn trọng, thời gian lâu dần thì đường ai nấy đi. Giữa người nhà với nhau, chớ quá can dự vào việc gia đình riêng của đôi bên. Ngày ngày cứ dính chặt với chuyện con cháu thì không còn bản thân mình, cuối cùng tình cảm cũng trở nên xa cách. Do đó, muốn chung sống hòa thuận với người nhà, bạn bè thân thiết thì phải giữ một khoảng cách nhất định. Vậy trong cuộc sống, làm thế nào để giữ được khoảng cách thích hợp? Xin đưa ra 5 điểm dưới đây để chúng ta cùng tham khảo. 1. Giữa vợ chồng hãy giữ một chút không gian. Vợ chồng với nhau quan hệ rất thân mật, nhưng điều đó không có nghĩa là giữa hai người không có chút bí mật nhỏ nào. Nhất là khi vợ hoặc chồng có sở thích hứng thú khác biệt, không nên cưỡng ép người kia cùng sở thích sống với mình. Cần phải giữ một khoảng cách nhất định, tán thành sở thích của người kia. Sau đó ai nấy có nhóm bạn riêng của mình, chung sống hòa thuận vui vẻ. 2. Với con cái, giữ khoảng cách một bát canh. Trong xã hội ngày nay,
Có nhiều bậc cha mẹ vì quá bận rộn, không còn dành được nhiều thời gian để ở bên cạnh chăm sóc con cái. Lại cũng có nhiều bậc cha mẹ gần gũi và chăm sóc con cái quá nhiệt tình, không chuyện gì không tham gia vào. Giữa cha mẹ và con cái là cần có khoảng cách. Tuy nhiên, khoảng cách ấy không được xa quá hoặc gần quá. Như vậy hai bên mới có thể chăm sóc cho nhau, lại còn có thể tránh được một số mâu thuẫn và phiền phức không đáng có. Có giới hạn, có khoảng cách, có liên lạc, có trông nom. Khoảng cách tốt nhất chính là khoảng cách một bát canh. Con cái có bát canh ngon thì ân cần mang đến cho cha mẹ. Cha mẹ có bát canh ngon thì có thể đem cho con cái. Chính là như vậy. Trong cuộc sống, giữ khoảng cách một bát canh với con cái, có thể thường xuyên ghé thăm, cho con cái bát canh ngon. Về tâm lý cũng cần giữ khoảng cách một bát canh với con cái, sẽ không vì nóng quá mà làm con bị bỏng, cũng không vì lạnh quá mà thờ ơ bận bịu chẳng quan tâm. 3. Giữa người thân không thể không có cái tâm cung kính. Tình thân là tình cảm khó mà chia cắt được. Tuy nhiên, sống với người thân chớ nên tùy ý quá, nhất định phải có lòng cung kính. Được người thân giúp đỡ phải cảm tạ, người thân có khó khăn thì phải kịp thời giúp đỡ. Sự tình của người thân trong nhà, người nhà nguyện ý nghe thì hãy nói, không muốn nghe thì nói ít thôi, chớ can thiệp, càng không nên không e dè gì. Trong tâm mỗi người đều có một góc riêng không muốn người khác đặt chân tới. Vậy nên, tôn trọng họ chính là tôn trọng tình thân của mình. 4. Giữa bạn bè luôn luôn ghi nhớ kỹ, không cầu xin mong muốn gì. Một số người hễ có quan hệ với bạn bè thân cận một chút là bắt đầu có đủ loại yêu cầu. Nếu bạn bè không đáp ứng được thì bắt đầu oán trách. Bạn bè như vậy sống với nhau sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Tình bạn chân chính thì thuần khiết chân thành, không nhuốm màu công danh lợi lộc. Bạn bè giúp nhau được thì chính là duyên phận tình bạn. Không nên dùng đạo đức để cưỡng ép họ, yêu cầu họ đáp ứng nhu cầu vô hạn của mình. 5. Giữa những người xa lạ, gặp người nên nói dăm câu ba điều. Cổ nhân có câu: quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ. Quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt. Ý nói rằng, tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân lại ngọt ngào như rượu ngọt. Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào vồ vập nhưng lại dễ dàng dẫn đến tuyệt giao. Có người lần đầu tiên gặp nhau một hai lần mà đã tỏ ra vồ vập thân thiết lắm. Với người lạ, dù ấn tượng tốt mấy cũng nên giữ chừng mực, chớ có ý thăm dò đời tư của họ. Nói chuyện cần phải giữ lại đường lùi, không nên bắt bí gây khó xử cho người. Người ta khi càng có tuổi, càng trải nghiệm cuộc sống sẽ thấy rằng tình yêu, tình thân, tình bạn, tình cảm nào cũng đáng nâng niu trân quý. Do vậy, để giữ được sự trân quý ấy mới có lời khuyên rằng không nên bước lại quá gần, giữ lại cho mình một khoảng thời gian hòa hoãn đủ để suy tư suy ngẫm, giữ lại cho người khác một không gian riêng, đó mới là khoảng cách tốt nhất. Không cần phải gần gũi quá, bởi ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Không cần phải xa nhau quá, bởi cuộc sống này chúng ta còn cần gặp gỡ. Một khoảng cách thích hợp vừa phải sẽ sinh sôi nảy nở điều tốt đẹp. Kỳ thực cũng chính là tôn trọng và trân quý lẫn nhau.
Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Cá vượt ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh, người thành công. Cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống, đó chính là lúc bạn đang tiến về phía trước. Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường tiến lên trên. Có một câu nói khiến tôi tâm đắc, đó là: có thật rất mệt không? Mệt mới là cuộc sống, còn dễ chịu là người đã yên nghỉ ngàn thu. Cho nên khổ mới là cuộc sống, mệt mới là công việc. Thay đổi mới là vận mệnh, nhẫn nại mới là tôi luyện. Bao dung mới là trí huệ, tĩnh tại mới là tu tâm. Xả mới là đắc được, làm mới là đầy đủ. Nếu bạn cho rằng cuộc sống của mình thật quá ư vất vả, hãy nhớ đây mới thực là con đường tiến lên. Đường thành công không có chỗ cho sự dễ dàng, còn truy cầu may mắn luôn chỉ là mong ước viển vông. Có một câu chuyện như thế này. Báo đài đăng tin một người trúng giải độc đắc. Nghe xong mọi người đua nhau mua xổ số, ai cũng hy vọng vận may sẽ mỉm cười với mình. Nhưng khi báo đài đăng tin chuyến xe khách gặp nạn, trong số 50 hành khách, chỉ có 2 người đã mua bảo hiểm nên nhận được bồi thường 10 tỷ. Đọc xong, ai cũng tấm tắc hai vị ấy thật cao minh, nhưng lại chẳng có ai nguyện ý bỏ tiền đi mua bảo hiểm. Bởi lẽ, ai cũng cho rằng điều bất hạnh sẽ không đến với mình. Điều này cho thấy, con người ta luôn trông chờ sự may mắn nên mới bỏ qua cơ hội thành công. Để thành công có 2 cách. Một là thành lập nhóm, hai là gia nhập nhóm. Trong một thế giới không ngừng thiên biến vạn hóa, muốn đơn thương độc mã, một mình nỗ lực để đạt được thành tựu thì đường đi đã khó lại càng khó hơn. Vạn vật trên đời sinh ra đều có quần thể, ngay cả sỏi đá cũng cần có nhau, huống chi là con người. Vậy nên cuộc sống là cộng sinh chứ không nên cộng diệt. Tìm người tâm đầu ý hợp để phối hợp cũng chính là một bước lựa chọn thành công. Mơ ước khiến bạn trở nên vĩ đại, và vì vĩ đại mà bạn lại càng có nhiều ước mơ. Làm người vì hành thiện mà có được phúc báo, vì học tập mà có được tri thức, vì hành động mà có được thành công. Bạn là ai đôi khi không quan trọng. Điều quan trọng là sau lưng bạn là ai, là một nhóm người đồng tâm trợ sức, sướng khổ cùng nhau, là gia đình ấm áp yêu thương hay sự cô đơn lẻ bóng. Quan niệm sinh ra hành động, hành động sinh ra kết quả. Thế nên bạn quan niệm thế nào thì kết quả sẽ trở thành thế ấy. Chuyện kể rằng trước đây có một người thợ mộc. Một hôm, ông cưa khúc gỗ ra và đóng thành 3 chiếc thùng. Chiếc thứ nhất dùng để đựng phân, người người xa lánh. Chiếc thứ hai dùng để đựng nước, mọi người đều muốn dùng. Chiếc thứ ba dùng để đựng rượu vang, mọi người đều muốn thưởng thức. Cùng là chiếc thùng gỗ nhưng bên trong đựng thứ khác nhau sẽ dẫn tới kết quả khác nhau. Chúng ta cũng vậy, tâm hồn chứa điều gì thì bản thân sẽ nhận về điều đó. Chứa yêu thương sẽ được yêu thương, chứa sân hận ắt cũng nhận sân hận. Xã hội đổi thay trăm hình vạn kiểu, khó khăn cũng là điều khó tránh đối với mỗi người. Tuy nhiên có khó khăn mới hiểu lòng bằng hữu, có trở ngại mới thấu hiểu chính mình. Xưa nay người thành công luôn là người biết mình biết ta. Muốn hiểu được người khác
thì trước tiên cần hiểu được chính mình. Nếu như ngay cả chính mình còn không hiểu, thì sao có thể mong cầu người khác thấu hiểu? Thất bại là mẹ của thành công, gian nan là thầy của trí tuệ. Khi đối diện với khó khăn cũng chính là lúc giáp mặt với cơ hội. Vậy bạn có muốn tận dụng cơ hội để thành công hay không? Nếu muốn, hãy dũng mãnh tiến về phía trước, đối diện với khó khăn nghịch cảnh. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: giữa người với người, bước lại gần quá sẽ tổn thương nhau. Có người ví von rằng người với người chung sống với nhau là một loại học vấn, thật không hề dễ dàng. Xa rời nhau quá sẽ nhạt phai, nhưng gần nhau quá thì ân ân oán oán lại tìm đến. Bất kể là người nhà, bạn bè, bạn học hay đồng nghiệp, khi tốt với nhau thì hai người có thể cùng chung manh áo tấm chăn. Lúc trở mặt thì sống chết cũng không qua lại. Đời người như cái thước, cần phải có mức độ. Tình cảm như thể diện, chớ vượt quá ranh giới. Chung sống giữa người với người, nhất định phải kiểm soát được mức độ. Quan hệ dẫu tốt thế nào, cũng không nên bước lại quá gần. Nếu không, cuối cùng rồi sẽ dần dần xa nhau. Bước lại gần ai quá đều sẽ gây tổn thương. Giữa bạn bè với nhau, gần gũi quá thì nói năng không chú ý, tiền bạc không có phép tắc, hành động không được tôn trọng, thời gian lâu dần thì đường ai nấy đi. Giữa người nhà với nhau, chớ quá can dự vào việc gia đình riêng của đôi bên. Ngày ngày cứ dính chặt với chuyện con cháu thì không còn bản thân mình, cuối cùng tình cảm cũng trở nên xa cách. Do đó, muốn chung sống hòa thuận với người nhà, bạn bè thân thiết thì phải giữ một khoảng cách nhất định. Vậy trong cuộc sống, làm thế nào để giữ được khoảng cách thích hợp? Xin đưa ra 5 điểm dưới đây để chúng ta cùng tham khảo. 1. Giữa vợ chồng hãy giữ một chút không gian. Vợ chồng với nhau quan hệ rất thân mật, nhưng điều đó không có nghĩa là giữa hai người không có chút bí mật nhỏ nào. Nhất là khi vợ hoặc chồng có sở thích hứng thú khác biệt, không nên cưỡng ép người kia cùng sở thích sống với mình. Cần phải giữ một khoảng cách nhất định, tán thành sở thích của người kia. Sau đó ai nấy có nhóm bạn riêng của mình, chung sống hòa thuận vui vẻ. 2. Với con cái, giữ khoảng cách một bát canh. Trong xã hội ngày nay, có nhiều bậc cha mẹ vì quá bận rộn, không còn dành được nhiều thời gian để ở bên cạnh chăm sóc con cái. Lại cũng có nhiều bậc cha mẹ gần gũi và chăm sóc con cái quá nhiệt tình, không chuyện gì không tham gia vào. Giữa cha mẹ và con cái là cần có khoảng cách. Tuy nhiên, khoảng cách ấy không được xa quá hoặc gần quá. Như vậy hai bên mới có thể chăm sóc cho nhau, lại còn có thể tránh được một số mâu thuẫn và phiền phức không đáng có. Có giới hạn, có khoảng cách, có liên lạc, có trông nom. Khoảng cách tốt nhất chính là khoảng cách một bát canh. Con cái có bát canh ngon thì ân cần mang đến cho cha mẹ. Cha mẹ có bát canh ngon thì có thể đem cho con cái. Chính là như vậy. Trong cuộc sống, giữ khoảng cách một bát canh với con cái, có thể thường xuyên ghé thăm, cho con cái bát canh ngon. Về tâm lý cũng cần giữ khoảng cách một bát canh với con cái, sẽ không vì nóng quá mà làm con bị bỏng, cũng không vì lạnh quá mà thờ ơ bận bịu chẳng quan tâm. 3. Giữa người thân không thể không có cái tâm cung kính. Tình thân là tình cảm khó mà chia cắt được. Tuy nhiên, sống với người thân chớ nên tùy ý quá, nhất định phải có lòng cung kính. Được người thân giúp đỡ phải cảm tạ, người thân có khó khăn thì phải kịp thời giúp đỡ. Sự tình của người thân trong nhà, người nhà nguyện ý nghe thì hãy nói, không muốn nghe thì nói ít thôi, chớ can thiệp,
càng không nên không e dè gì. Trong tâm mỗi người đều có một góc riêng không muốn người khác đặt chân tới. Vậy nên tôn trọng họ chính là tôn trọng tình thân của mình. 4. Giữa bạn bè luôn luôn ghi nhớ kỹ, không cầu xin mong muốn gì. Một số người hễ có quan hệ với bạn bè thân cận một chút là bắt đầu có đủ loại yêu cầu. Nếu bạn bè không đáp ứng được thì bắt đầu oán trách. Bạn bè như vậy sống với nhau sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Tình bạn chân chính thì thuần khiết chân thành, không nhuốm màu công danh lợi lộc. Bạn bè giúp nhau được thì chính là duyên phận tình bạn. Không nên dùng đạo đức để cưỡng ép họ, yêu cầu họ đáp ứng nhu cầu vô hạn của mình. 5. Giữa những người xa lạ, gặp người nên nói dăm câu ba điều. Cổ nhân có câu: quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ. Quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt. Ý nói rằng, tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân lại ngọt ngào như rượu ngọt. Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào vồ vập nhưng lại dễ dàng dẫn đến tuyệt giao. Có người lần đầu tiên gặp nhau một hai lần mà đã tỏ ra vồ vập thân thiết lắm. Với người lạ, dù ấn tượng tốt mấy cũng nên giữ chừng mực, chớ có ý thăm dò đời tư của họ. Nói chuyện cần phải giữ lại đường lùi, không nên bắt bí gây khó xử cho người. Người ta khi càng có tuổi, càng trải nghiệm cuộc sống sẽ thấy rằng tình yêu, tình thân, tình bạn, tình cảm nào cũng đáng nâng niu trân quý. Do vậy, để giữ được sự trân quý ấy mới có lời khuyên rằng không nên bước lại quá gần. Giữ lại cho mình một khoảng thời gian hòa hoãn, đủ để suy tư suy ngẫm. Giữ lại cho người khác một không gian riêng, đó mới là khoảng cách tốt nhất. Không cần phải gần gũi quá, bởi ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Không cần phải xa nhau quá, bởi cuộc sống này chúng ta còn cần gặp gỡ. Một khoảng cách thích hợp vừa phải sẽ sinh sôi nảy nở điều tốt đẹp. Kỳ thực cũng chính là tôn trọng và trân quý lẫn nhau.